Chào các bạn. Hôm nay mình sẽ sửa cái dàn âm ly này nha. Đây là âm ly hiệu Nanomax. Nguyên dàn luôn nè. Cặp loa này là 4 tấc nha. Còn âm ly này không biết bao nhiêu con tại chưa có mở ra. Cái âm ly ha. Ở trên là cái đầu thu của micro không dây. Rồi. Khách người ta chở lại người ta giao cho mình nguyên vàng vậy nè. Tại khi kiểm tra hư cái gì sửa cái đó. Nanomax Pro 300 IB. Là gì? SK400. Này cũng y chang ha. Rồi bây giờ khi mình nhận một nguyên một cái vàng như vậy người ta trả lại cho mình nè. Thì mình phải đấu dây lại. Bắt dây vô nối dây lại ha. Đó. Rồi sau đó mình mới thử. Coi nó hư cái gì kiểm tra toàn bộ hết. Nó hư cái nào thì mình sẽ làm cái đó. Rồi trước tiên á, sau khi mình bắt dây rồi, trước tiên thì mình phải xem mấy cái dàn nút ra, cái dàn nút của cái máy ha. Rồi lúc đó mình sẽ chỉnh, tại vì nhiều khi người ta rinh rinh đi á, rồi cái nó đụng tay rồi nó quay lung tung. Đó. Thì mình phải chỉnh lại, chỉnh lấy chuẩn lại rồi sau đó mình sẽ chỉnh từ từ lên. Những cái nút ở trên này mình sẽ đưa nó về 50 hết đi. Còn những cái volume á, tất cả những cái volume thì mình đưa nó về min hết. Ha, rồi những cái phím còn lại mình đưa nó về 50 hết. Ha, chỉnh về chính giữa. Ta cũng dặn lung tung hết trơn rồi nè. Bên này cũng vậy. Volume. Cho nó xuống chút vậy đi. Đó. Rồi cái này là mạch master. Còn dưới này là mạch music. Cũng đưa nó về giữa hết. Là ba lăng. Volume. Volume của mạch music thì mình cũng sẽ chỉnh nó về min rồi mình vặn từ từ lên ha. Ở trên này micro mình cũng chỉnh về min luôn rồi mình vặn từ từ đó. Chúng thôi mình để nguyên vậy là mình mở công tắc lên cho nó làm cái rầm đúng không? Nhiều khi bị sốc sốc loa rồi đó. Đó, để về cho chắc ăn ha. Cái âm ly này họ chưa biết nó bao nhiêu con nha, tại chưa có mở ra. Nó làm cái dạng là nó đóng vô cái thùng như vậy nè, thùng bọc nỉ bên ngoài nè. Micro đây á, là nó 4 lai à, 4 lai micro rồi nó 4 mà thành 8 luôn, do mỗi một lai nó bắt song song hai cái giắc cắm micro à, cho nên là coi như một lai nó thành 2 lai, thành ra là nó được là 8 lai. 4 thành 8. Ở đây cái âm ly này người ta có thiết kế cái mạch Bluetooth bên trong nè. Có cái công tắc nhấn nhả nè. Nhấn nhấn vô là bật cái Bluetooth, còn nhả ra là tắt Bluetooth ha, on off. Đó. Rồi cái phần mạch echo thì nó nằm ở dưới.
Eco nè. Đó. Cái volume tổng á, thì người ta thiết kế riêng lẻ mỗi kênh mỗi một cái volume riêng ha. Chỉnh riêng. Đó, ở dưới thì nó có cái ba lăng để cắt kênh. Thấy chưa? Rồi bây giờ mình sẽ mở điện rồi mình test nó coi nó hư cái gì rồi mình xử lý cái đó ha. Rồi đây mình mở cái ổ cắm lên rồi dặn về min luôn để cho chắc ăn ha. Rồi mở. Có lên đèn, nghe quạt ở phía sau nó chạy. Rồi mở lên cái mặt nít đây. Rồi vặn lên từ từ, có nghe rột rạc ồn ào gì không? Rồi cái âm ly này người ta có thiết kế cái mạch thu Bluetooth. Bây giờ mình mở nó lên. À, mở nó có đèn báo nè, nó chớp chớp cái đèn Bluetooth ha. Rồi bây giờ mình sẽ mở điện thoại mình test thẳng luôn. Dưới coi nó có cái gì mới. Nanomax. Rồi, vô rồi đó. Nhấn hoàn tất. Đây, cái dấu nhận rồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ mở một cái bài nhạc nào đó. Mình test thử nó. Rồi chẳng hạn như bây giờ mình thử cái bài này nha. Rồi vặn volume lên. Nó đã hát hai bên ha. Như vậy là cái loa bên này thấy không, loa trép hát, loa bass hát, bên này chỉ hát được cái loa bass này, trép không nghe gì hết nè. Nghe lại nha, mở volume lên.
Ok. Vậy là cái lo cái thùng bên này nó bị cái lo trép này có vấn đề nè. Thường lo trép này dễ đứt đứt cái cuộn dây á, cuộn dây con á, mình phải bung nó ra rồi mình nối lại thôi, không có gì hết, hơi cực chút xíu. Rồi bây giờ mình sẽ bung cái loa này ra ha, rồi mình kiểm tra coi hai loa trép có vấn đề gì không đó. Mình lấy cái ghế này ha, mình kê nó lên vậy nè, tại cái dây nó cục quá đó. Rồi nhìn sơ bộ mình thấy hai cái trép này nè là nó bắt nối tiếp với nhau, rồi nó câu ra hai cái dây nó đưa lên cái bo phân tầng, thấy không? Đây là dây âm, rồi nó nối qua dây dương của cái loa này, phải không? Rồi cái dây âm của cái loa này đưa ra dây âm, rồi dây dương của cái loa này đưa ra dây dương, phải không? Nối lên cái bo phân tầng nằm bên trong ha. Rồi bây giờ mình sẽ dùng một cái nguồn 3V, có thể mình lấy hai cục pin, phải không? Mình mắc nối tiếp lại thành 3V để mình quẹt mình thử đó, phải không? Hoặc là cũng có thể mình cắm đồng hồ mình đo ôm nó luôn để mình biết là nó còn hay mất, phải không? Rồi bây giờ mình sẽ test nó. Tại vì á, khi mà mình đo hai cái đầu dây ở ngoài này nè thì nó sẽ qua cái mạch phân tầng, phải không? Nó mới đưa vào hai cái loa này, cho nên mình lúc đó mình đo ôm nó không có được, phải không? Đo ôm cuộn dây á, cho nên là mình phải đo trực tiếp tại chỗ này. Mình cũng có thể sử dụng một cái adapter chỉnh vôn được ha, chỉnh cho ở đây nó ra được 3V DC ha, là mình thử luôn cũng được đó. Adapter này mình chỉnh nó về 3V ha, ở đây mình có thể đo thử nó, đo vôn DC ha, cắm nó vô như vậy phải 3,3V không ha, 3,3, 3,2, nói chung là cỡ cỡ đó thôi đó. Rồi mình sẽ dùng 3V này nè, cái mình quẹt trực tiếp lên cái loa để mình kiểm tra nó coi nó còn hay mất nha. Rồi tại hai cái đầu này tôi có 3V ha, 3V DC. Rồi tôi sẽ chấm một đầu, giữ yên nha, giữ yên một đầu. Rồi đầu bên kia tôi quẹt. Ok, cái này nghe nè ha. Vậy là cái loa này nó còn. Rồi được một con. Rồi, cái loa bên đây cũng vậy. Một đầu á mình giữ chết một chỗ ha. Rồi đầu kia mình quẹt nó. Cũng nghe luôn nè. Thấy chưa? Rồi ok, vậy là hai cái loa này nó không có đứt. Rồi bây giờ mình đo thử coi cái loa này nè, nó bao nhiêu ohm nha. Đồng hồ mình bật nó về thang đo ohm nha. Rồi mình đo hai đầu. 3,8 ohm, 3,7, 3,8. Vậy là đây là loa 4 ohm. Rồi bên này, đo bên này thử. Ba phẩy bảy ohm. Vậy là hai cái loa này ha, mỗi loa là 4 ohm, nó bắt nối tiếp lại thành một cái loa lớn 8 ohm ha, rồi nó bắt lên cái họng loa ha, như vậy. Rồi ok, sau khi mình đã kiểm tra mình biết được rồi ha, hai con này không hư đó. Vậy là cái ban mất tín hiệu trép này nó sẽ nằm ở trên cái bo phân tầng. Rồi bây giờ mình phải gắn này lại, rồi mình ra đằng sau mở lấy cái bo phân tầng ra kiểm tra coi nó hư cái gì ha. Mỗi loa này là 4 ohm, phải không? Nó bắt nối tiếp lại
thì nó đưa ra hai cái đầu dây ha, cái tổng trở của nó sẽ bằng 8 ohm. Rồi mình đo thử tổng trở. Có phải là 7,2 ohm không? Thấy chưa? Đó. Như vậy là cái tổng trở này là 8 ohm ha. Thì mình phải đo thực chứng, hồi nãy tôi quên đo. Đó, giờ tôi đo lại. Đó, bây giờ chắc chắn rồi, sẽ cái ban nó sẽ nằm ở trên cái bo phân tầng. Đó, rồi gắn thằng này lại. Ra đằng sau kiểm tra. Mình gắn gá gá nó hai con thôi. Tại mình đang làm mà. Khi mình làm xong mình bắt cứng đó lại. Rồi bây giờ mình quay ra phía sau. Rồi bây giờ mình sẽ quay về phía sau ha. Rồi mình sẽ mở cái trạm cắm loa này ra. Ở đây nó có bốn con ốc không, bung nó ra. Mình phải tháo dây cắm loa ra nha. Đó, tháo nó ra rồi mình sẽ gỡ. Đây. Đây chính là cái bo phân tầng ha. Rồi bây giờ cái dây này là nó nằm ở cái loa bass ha, loa bass mình không quan tâm tới. Chủ yếu là cái dây loa trép nè. Cái sợi dây này hồi nãy mình đo được 8 ohm nè. Ha. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra từ cái dây 8 ohm này đổ về cái rắc ngõ vào đây ha, để coi nó qua bao nhiêu linh kiện. Mạch lọc nó chỉ có hoặc là tụ điện hoặc là điện trở chứ đâu có cái gì đâu ha. Mạch lọc trép thì nó có khi nó có cuộn dây, cũng có khi nó không có cuộn dây ha. Rồi từ đây mình sẽ kiểm tra về đó. Rồi lấy đồng hồ đo. Kiểm tra ở vùng này thì mình cũng chỉ là đo ohm thôi. Rồi tại hai cái đầu dây đây, đầu dây của cái lo trép nè, mình đo được 7,3 ohm, thấy chưa? Đó, hồi nãy kiểm tra rồi, hai cái lo trép nó còn bình thường nha. Rồi bây giờ mình dò tiếp. Ở đây nó để là T cộng, rồi T trừ. T trừ là dây mát, phải không? T cộng là dây dương tín hiệu. Đó, tại cái T cộng này, tay cộng này thì mình dò ở đây nó có một cái chân linh kiện, mình lật xuống chân linh kiện này đi đâu, nó qua một cái tụ vàng vàng này nè. Đó, đầu kia tụ thì nó đưa vào nó nối với lại một cái chân linh kiện nữa. Chân linh kiện này chính là chân của con điện trở công suất, điện trở chặn đó. Chân kia của điện trở chặn này nè, nó sẽ đưa ra cái dây ngõ vào cộng. Đó, đây là in cộng nè, thấy chưa? Đó, rồi mình sẽ dò cái mạch này. Thì á, để lấy được cái tín hiệu trép á, thông thường á, tại ngõ ra của cái mạch khuếch đại công suất ha, còn ở đây cụ thể là tại người ta đưa vô hai cái trạm cắm loa nè. Rồi tại cái trạm cắm loa thì cái dây dương của trạm cắm loa người ta sẽ đưa qua một cái điện trở để giảm biên độ tín hiệu, bảo vệ cái loa trép không, để nhiều khi biên độ nó lớn quá nó làm cháy loa trép đó. Rồi để lấy được cái tín hiệu trép tần số cao hay còn gọi là tần số bổng thì người ta sẽ đưa qua một cái tụ đó để lấy được cái tín hiệu trép, thấy không? Rồi kiểm tra cái mạch phân tầng tín hiệu trép
thì mình cũng chỉ là kiểm tra tụ điện và điện trở thôi, phải không? Mình dò được á, tại cái chân dương này qua bên đây là hai cái chân con tụ nè, đây con tụ màu vàng nãy á. Rồi bây giờ mình sẽ bật cái thang đo đo tụ điện ha, rồi mình đo thử cái tụ này nó còn lên không. Không có lên luôn. Rồi như vậy thì mình phải rút cái tụ này ra. Nhiều khi mình đo như vậy là cũng chưa chính xác nha, nhổ cái tụ này ra. Mình vừa cắm mỏ hàn ha. Chờ mỏ hàn nó nóng một chút. Bây giờ mình sẽ mở ra để mình tháo cái tụ. Mình bung bốn con ốc này để mình tháo cái bo này ra để dễ thấy cái tụ. Bình thường á tôi để như vậy tôi thay luôn cũng được nữa, khỏi tháo ra, nhưng mà để quay video á thì tôi phải tháo ra để mình dễ nhìn thấy. Cái tụ này á thì nó chỉ có hai cái chân thôi, mình dí mỏ hàn vô cái mình rút ra. Rồi sau khi mình lấy cái tụ nó ra nha, đây là cái tụ bao nhiêu. Một chấm năm microfarad 400 V. Bây giờ mình sẽ đo nó, bật thang đo về cái thang đo tụ điện. Đo ở bên ngoài nó chính xác hơn. Không phẩy không một không, vậy là không đúng rồi ha. Ở trên nó để là nano farad, vậy là cái tụ này hư rồi, về không luôn nè, nó về không farad luôn, vậy là không có farad nào hết. Rồi vậy là cái tụ này nó đứt rồi. Vậy là tôi đã thấy được cái ban của nó rồi ha. Mình sẽ lấy một cái tụ khác để mình đối chiếu nó. Cái tụ này là nó để 155G 400 V. Tụ này cũng là 1.5 microfarad. Thấy chưa? Rồi đây là một cái tụ khác, dạng tụ hóa nonpolar ha. NP nè. Có nghĩa là tụ hóa không phân biệt cực tính ha. 1.5 microfarad 100 V ha. Rồi mình sẽ đo đối chứng. Mình bật về thang đo tụ. Đây một đầu, đây đầu. Nó là bao nhiêu? 1,46 microfarad. Tụ này hơi yếu hơn chút. Nó để là 1,5, không? Đo được phải 1,46, không? Nó yếu hơn chút. Còn cái tụ này nó để là 1,5 microfarad 100 V. Mình đo thử coi nó là bao nhiêu. Con tụ này mình đo được là 1,5 microfarad. 1,55. Nè. Rồi. Mình cũng có thể lấy cái con tụ này. Đây là tụ ceramic. Tụ này cũng là một dạng tụ ceramic ha, nhưng mà người ta thiết kế chuyên cho âm thanh. Cái tụ này nghe hay hơn tụ này ha. Nhưng mà tụ này mình thay vô cũng được nè. Nhưng mà nó có một cái mức tiếng ồn nhất định, thấy không? Thì mình cũng có thể lấy tụ này thay vô nếu kẹt ha. Còn nếu chính xác thì mình phải thay bằng cái tụ này ha. Tụ này nó sẽ nghe hay hơn cái tụ này ha. Hoặc là mình cũng có thể lấy cái tụ hóa
Đây là tụ hóa non-bola. À, thay vào. Rồi, hai cái tụ này là thiết kế chuyên cho âm thanh. Cho nên mình để thay một trong hai cái tụ này là ok, ha. Còn cái này là trường hợp không có mình mới xài thôi ha. Đó. Rồi nói về độ bền. Trong ba cái này, ba cái tụ này thì cái nào dễ hư nhất? Cái tụ hóa này dễ hư. À, dễ hư so với những cái tụ này, tụ ceramic này thôi. À, rồi trường hợp này mình sẽ dùng con tụ này để thay vào, nó ngang giá trị với nhau mà. À, đây là tụ hóa. À, rồi mình hàn. Cái chân nó, nếu mình đủ chân thì mình để sao mình hàn tới cũng được. Cái tụ hóa này là tụ non bola, nó không có phân biệt cực tính. À, thì mình cũng có thể thay gắn ở trên này cũng được, mình gắn ở sao đít nó cũng được. Rồi nó còn một con điện trở. Điện trở này nó để là bao nhiêu? 10W, 15 ohm. Rồi mình đo thử con này nó còn không nha. 15,3 ohm. À, vậy là điện trở này nó còn. Rồi bây giờ chỉ còn thay cái tụ này vô thôi. Rồi thay vô là xong. Rồi mình đã thay nó như thế này, do cái chân nó cục quá mình cắm phía sau nó không có vừa, mình hàn nó ở đây cũng được nha. Rồi giờ mình bắt nó vô nha, bắt ốc lại thôi, nó có bốn con ốc chắc chắn luôn nha. Xong rồi mình mở mình test lại là hay trở lại bình thường nha. Ok, lắp nó lại rồi bắt dây vô nha. Bây giờ mình sẽ mở nhạc để mình thử nó lại nha. Bây giờ sẽ tới cái phần này nha.